tụng. Bài ca này chúng tôi đã được quý vị thính giả toàn quốc yêu cầu trên đài phát thanh rất nhiều. Mời quý vị nghe Thái Thanh, Châu Hà và Kim Đức trình bày Suối Tóc của Văn Bản. Thank you.
Mi Vân Entertainment hân hạnh giới thiệu chuyến du lịch đến Đại Hàn và Đài Loan từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 11 tháng 5 năm 2024. Á Châu những năm gần đây vẫn là một trong những điểm đến du lịch được nhiều du khách lựa chọn. Nếu quý vị cũng đang dự định có những chuyến du lịch vào mùa xuân năm 2024, thì Đại Hàn và Đài Loan sẽ là gợi ý tuyệt vời trong chuyến du lịch của quý vị khi đi qua những thủ đô, thành phố lịch sử danh tiếng như Seoul của Nam Hàn, đảo Jeju hay Đài Bắc của Đài Loan, Đài Trung, Cao Hùng. Đại Hàn và Đài Loan là thành trì tự do của vùng Đông Á. Đối với những quý vị trước năm 75, chắc hẳn đã nghe đến hai quốc gia tự do này trên phim ảnh, đặc biệt là vào những năm cuối thập niên 80-90 thì phim bộ của Đài Loan và Đại Hàn luôn ngự trị trong mỗi gia đình Việt Nam. Mọi chi tiết ghi danh xin liên lạc Jimmy TV 801-916-2745 hoặc anh Kit 714-261-7888. Hành trình đến Đài Loan và Đại Hàn cùng với Mi Vân Entertainment, quý vị sẽ được ở trong khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, 5 sao. Quý vị sẽ được Mi Vân Entertainment mua bảo hiểm sức khỏe du lịch, hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm, nhiệt tình, vui vẻ. Rất mong được đón tiếp quý vị trong chuyến du lịch Đại Hàn và Đài Loan từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 11 tháng 5 năm 2024. Mi Vân Entertainment trân trọng kính mời.